Ê, anh em vào rừng đánh cút này. Đấy. Chưa được con cút nào cắt cơn bằng hoa quả sơn. Cút đeo rồi toàn trạo chuộc. À đây một con cút đây đấy. Một cút đẹp đấy. Đấy mấy anh em vào rừng đánh cút. Rót ra làm chén nữa. Thành lô này chơi ít thôi. Thịt thoảng mỗi hướng đánh trường khác nữa. Đây không cút. Mới đến nặng xiên, toàn xiên đúng một, xiên 3 thì đúng 1. Đây không cút là gì? Xiên 2 thì đúng 1 thôi. Tiếc tiếc cái con đấy thì kèm thêm một cái. Đặc hoa quả sơn chưa? Hết đi. Ây, thấy chưa? Anh đây mới gọi là đi anh cút đêm chứ. Đấy, sướng chưa? Ba em liền. Ba em. Một em chích chè. Ừ, chích chè. Còn mấy con nữa này. Mấy con đang nướng ngoài kia đấy cả. Con đang nướng này. Có con chích chè đây. Rượu thì hai bom. Ui này. Quá tuyệt vời. À, mắt tay hơi léo nào. Thì vẹo vào lâu đi. Tính sau. Đấy, bố này bảo làm. Bắn nó con này. Thế không bảo. Bắt được nhiều chim thế này, lúc anh định điện cho mày bảo được con nào. Sao đèn bà lát này tự tắt nhỉ? Tuấn lên đúng cái khả năng bọn này đi dần dần. Nó chưa ra. Có con đi đường sao. Đúng mẹ, hôm nay là ăn chát cút đây này. Không phải con đỡ chuộc. Đấy, cho một thằng mang về rồi kìa. Đấy. Mày chết thôi. Cái con sống với một thằng phát khá chắc đấy. Ba con có. Ba con này mấy đấy. Có sao camera mình đang quay tự nhiên lại tối lại tắt nhỉ? Nó có ánh điện, mình để chế độ tự động sao ấy. Nếu nó ánh sáng ở đâu. Cho cốt. À, ồ, ăn đi à. Mẹ. Độc nhà mình chỉ cần 4-5 con là một nồi cháo. Hùng ơi, soi chỗ cút này. Đấy, thấy chưa. Đủ. Qua wow, chỗ kia mày cái sáng à, cắt cơn bằng nồi cháo ngon. Mấy củ hành khô. Mai anh bảo thứ này đem lốt vào đây 6 con. Không cái giống cho chết thì phải có hành khô mới ngon thật. Thế là tổng được mười mấy con nhỉ? 11 con. 6 con, 11, 12 con rồi. 12 con rồi. Thứ là bận trước đi mới khai được 8 con phải không? Một đợt 8 con. Cút thì nghe. Cút đây nha anh em nhé. Đây. Mày cầm cho anh con này ấy. Cầm cho anh con này. Rất chi là thú vị. Buổi tối giờ ba bốn chục con đấy. Đừng xoay nữa. Rất vui. Ba chú rồi. Ăn ban đêm thật là dễ dàng.
Hai em liền. Quá tuyệt vời. Ngủ rất say. Quá tuyệt vời. Đánh cút ban đêm này thật là dễ dàng anh em. Kiếm ăn là quá đơn giản. Mùa cút con nữa à? Hả? Con nữa à? Hả? Anh được hai con nữa mà. Bốn chú rồi. Thấy chưa? Mỗi phát bốn chú này thì 10 phát là 40 chú. Mà là trong cái rượu đi bay bay thì... Giờ cả thằng nào thì mẹ mang thêm giò bom nữa mà đẹp. Mẹ tên Nguyên thì đen thua nhỉ. Giấy đen. Nguyên ơi. Gái rồi. Mẹ một phát vồ ba con. Ta vồ ba con. Khai một con. Kiểm tra lại cái giái cái. Thế con ngủ hai con này. Ôi trời, túi cút cả. Cái gì đâu, không túi đâu. Đây một bọc cút đây. Thật đấy không ạ? Thật hay đùa đấy. Đùa cái. Đấy, còn hai cái loa nữa. Chơi toàn loại loa này thôi. 200k chiếc. Đó, để bộ hộ gái. Đây đây ra. Còn tay đâu mà vốn. Còn tay đâu. Hay quay phim này. Mẹ rượu hết rồi giờ muốn thèm trẻ nhãi giờ rồi mày điều khiển đi. Còn anh đến sáng mà đeo. Ôi, đi thẻ mà chết hết rồi. Chết là chết đi em ở trên. Ở trong này à? Ừ, chắc nóng. Chết là ô, đây là cho thịt. Một lỗ rồi mà, ôi việc cái đeo ơi. À, lại có mồi này. À. Đằng này đến sáng mà em. Mẹ con ở loa đéo mà, đâu mất đi. Hả? Mất tích luôn con. Ê, con loa mình để mẹ biết thế bắt mẹ luôn. Mày được mấy con? Hai con. À, được hai con nữa này. Đấy, thấy chưa? Mẹ, thế sướng. Mẹ cứt một con ở loa đéo mắt ngay, đéo nó bay đâu. Đấy, trưởng u con cháu chuộc to đùng ở đây mà đéo đâu mất đi. Đây vừa có con đây to.